Chào mừng mọi người đến với bản tin nhanh của Rip Tulip VN ngày hôm nay. Đây là Rip Tulip VN và bạn đang nghe đọc báo cùng Rip Tulip mỗi ngày. Bitcoin tiếp tục gặp bất lợi từ Ngân hàng Trung ương Thụy Điển. Theo Riksbank, Bitcoin và các loại tiền điện tử khác chỉ là tài sản, không phải là tiền tệ. Trong một chủ đề dài Twitter, Riksbank, Ngân hàng Trung ương của Thụy Điển, đã đưa ra lập luận rằng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác không phải là tiền. Riksbank cho biết rằng do sự biến động cao của Bitcoin đã khiến nó trở thành một kho lưu trữ giá trị kém. Theo Riksbank, mặc dù đã xuất hiện từ những năm 2019, song Bitcoin cũng không mang về được bất kỳ thành tựu to lớn nào cho các thương gia với tư cách là một phương tiện trao đổi. Theo dữ liệu từ CoinMap, 29.651 khu vực trên toàn cầu đang chấp nhận tiền điện tử. Đây được cho là một sự sụt giảm đáng kể so với mạng lưới các thương gia của Visa với hơn 60 triệu khu vực. Việc đánh giá hàng hóa bằng Bitcoin đã trở thành một thách thức lớn vì giá trị của đồng tiền này biến động rất nhiều. Do đó, tiền điện tử lớn nhất không thể hoạt động bình thường như một đơn vị tiền tệ. Riksbank đã lưu ý rằng đánh giá của họ cũng áp dụng chung cho các loại tiền điện tử phổ biến khác, không riêng gì Bitcoin. Vào năm ngoái, thống đốc Riksbank Stefanis đã so sánh giao dịch Bitcoin với giao dịch cổ phiếu, đồng thời đưa ra dự đoán rằng tiền điện tử sớm muộn gì cũng biến mất. Mặc dù đưa ra quan điểm tiêu cực về Bitcoin và các loại tiền điện tử khác, nhưng Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ lại đang nỗ lực để phát triển đồng kỹ thuật số của riêng mình, CBDC, được gọi là e-krona. Vào tháng trước, Riksbank đã thông báo rằng họ đã tiến hành thử nghiệm thành công việc tích hợp CBDC của mình vào các hệ thống ngân hàng kế thừa. Tuy nhiên, Riksbank vẫn chưa có quyết định chính thức về việc sẽ phát hành e-krona sau nhiều năm nghiên cứu. Ngân hàng muốn phải giải quyết được tất cả các vấn đề kỹ thuật, bao gồm việc tìm kiếm các nhà cung cấp trước khi đưa ra quyết định. Thụy Điển là quốc gia không sử dụng đồng euro làm tiền tệ hợp pháp, mặc dù thuộc Liên minh châu Âu. Đây là khu vực được cho là đang nỗ lực để trở thành quốc gia không dùng tiền mặt đầu tiên trên thế giới vào năm 2023. Và đó là bản tin nóng của ngày hôm nay. Đọc báo cùng CryptoLipVN, nâng cao kiến thức crypto. Xin chào và hẹn gặp lại.